tiếp tục buổi trưa của ngày 13, 14 nha anh em. Đầu lan lên một con mới số 5 màu ô liu nè. Thân đồng cổ đồng. Mà nó hơi dây kéo hơi dít dít chút. Cái dây kéo này sẽ có view nha em. Đồ vào đồ ra ngon lành nhưng mà con này có vẻ nó cũng hơi xít chút. Cái cổ dây luôn. Tem trắng con này salad rêu lưng. Salad là 80 đến 90 kg và cao 1m7 đến 1m74. Chất vải là 50 cotton và con này không có đời. Không có đời nha. Chất vải của nó là dạng như dạng satin á. Ở trong này nó bị dơ một vải, đây nó viết chữ chứ. Lính nó viết chữ á. Nó viết chữ dọc này G này. Cái gì gì đây. Nhưng mà cổ này về anh em giặt cho em cái hơi dơ. 80 đến 90 kg và cao 1m7 trở lên nha anh em. Ở đây nó bị dơ này. Trời ơi, con áo này báo cáo mới lắm nha, nhưng mà nó bị dơ đất thôi. Không. Dơ đất thôi. Bên này cũng vậy này. Chỗ này nó bị dơ đất này và vết gấp dơ. Ok anh em. Cổ tay nó cũng bị dơ này. Dơ đất thôi. Con này báo mới luôn. Và ở đằng sau vai, sau lưng á nó bị dính cái gì anh em ơi. Ở đây có lớp cứng cứng này. Em bóp nó hơi cứng cứng nha. Dính nguyên cái chỗ này. Còn mới lắm. Cổ tay nữa này. Nó dính nhựa đường á. Nhựa đường ha. Dơ này. Dơ này dơ đất thì ra. Còn dơ này nhựa đường là phải biết cách giặt mới ra này. Không dễ đâu à. Có nhiều anh em ở mua trong live em có rất nhiều anh em vẫn biết cách xử lý nhựa đường. Ở đây nó bị dơ này. Đó. Rồi em bán con này 900 ngàn. Mã 102 à. Mã 102. Đúng rồi. Con này put lên 102 luôn rồi đó. Mã 112, 102 đó. Vai 56 và dài áo là 82. 80 đến 90kg và cao 1m7 đến 1m74. Màu xanh đẹp không? Đang còn mới mớn đó. Rất là mới nha. Chỉ ai chấp nhận biết được làm cho cái này ra thì là ok. Ra mới là được, còn ra là hơi bị dơ á. Tiếp một con áo lễ phục của lính Mỹ nha anh em. Con này là vai 47. Dài áo là 78, 47, 78. Hàng cấp phát của lính Mỹ nha. Áo lễ phục ở đây có một cái đai này. Trời ơi, nó cái dây đai nịt đẹp chưa. Hay là để em chôm cái dây này về để em bỏ qua cái... bỏ qua làm cái dây thắt lưng chân váy ta. Rồi bên này đều và đẹp như em. Đẹp hết nè. Em thấy cái này em muốn lấy lắm rồi đó. Em có cái chân váy mà rừng chân váy riêng á. Mà chưa có dây thắt lưng. Cái này bỏ vào thì đẹp biết mấy. Đúng không? Màu đen mà đi với màu vàng thì nó đẹp hết cỡ luôn. Anh em đừng có chốt nha, để em lấy cái dây này nè, hay là anh em chốt áo rồi để cái dây này cho em đi. Anh nào mà có chốt để dây này cho em. Rồi con này 50 đến 55 kg. 50 55 kg 400 ngàn mã 101. Mã 101. Mã 101 một cái quần kaki tem vàng. Con này nhỏ xi xi à, bụng của nó là 66. Bụng 66, màu xanh ô liu, dài 100. Hàng cấp phát nha. Đây dây kéo hai túi trước, hai túi sau. Bên này đều nói chung là mới, không có mới mà 90, 93 thôi nha. Em thấy ở phần này này, nó hơi bạc một chút. Chỗ này đó, một chút xíu, mấy cái góc nha. Rồi, bán rẻ con này cho anh em 300 nghìn thôi. Mã 100. Báo cáo anh em con này bình thường 900 ngàn đấy nha. Cái màu anh em nhìn kỹ nè. Như vậy em mới bán 300 nghìn á. Mã 100. Tiếp một cái quần thủy quân lục chiến xanh. Cái vải kaki của lính Mỹ. Con này cũng sử dụng bằng dây kéo à. Nó là 6 cái hộp. Cái bụng của nó là 92 căng hết cỡ là 192 lưng chun nha. Dài quần 104. Báo cáo anh em, anh nào mà chưa quen chuẩn số đo bụng á, thì mua con có lưng co giãn như thế này này là nó sẽ dễ bẩn hơn ha. Ở đằng trước này đều hết, hai thân này đều đẹp.
Wow, 93-95% chốt 200.000 mã 99. Sau này có cái tem nữa anh em, 200.000 thôi. Sale hàng sale anh em tha hồ mua anh em. Nhất là mua về cắt quần sọt. Con này mà cắt sọt thì ok đúng không ạ? Anh em bận cho em một cái áo thun màu trắng. Trời ơi đẹp. Bình thường quần sọt em cắt là 350 đó. Tiếp một cái quần, cái áo này vải kaki, vai của nó là 53, dài áo là 87, cực dài nha. Nói về 87 là cao 1m74, đừng nói 74 là 1m8 rồi lên đi. Đấy. Áo này không phải của Mỹ nha. Nước gì đây? Chất vải kaki này dày, hai túi ở trên thôi ạ. Áo này anh em mà đi nắng, đi chống nắng thì là ok, bởi vì nó dày nó sẽ không cháy tay anh em. Anh em có thể cắt ngắn đi được nhé. Đấy, cắt ngắn được nha anh em. Con này 8 đến 90 kg, hai cái túi này bằng giấy kéo luôn này, ở đây miếng dán này. Dán tem dán bằng 100.000 mã 98. 100k thôi. Trời, chưa bao giờ em nói thiệt, chưa bao giờ em bán hàng tệ như bây giờ, bòn mót anh em thấy không? Hàng bòn mót, hàng đâu phải là cái nào cũng đẹp đâu. Cho nên anh em mua được đồ đẹp là phải trân trọng nha. Quý giá đối với em là hàng thiệt, cho nên mà nó đẹp phần trăm hàng xưa, còn mới nó là vô giá. Vai của nó là 57, vai 57 là anh em 8-90kg rồi đó. Bề ngang là bụng 124. Bụng 124 là cái phần bụng to nhất anh em. Cái này anh em về có thể cắt một bộ sọt, cắt một bộ sọt nhá. Còn chiều dài của nó bị dơ này. Cái này là liền quần dưới kéo nhựa, chất vải kaki nha em. Ở ngay cái đầu gối này, cái chất này thì em nó bùn. Em khẩy cái nó ra này. Đấy, thấy không? Khẩy là ra. Cái này là bao giặt ra. Nhưng mà vẫn bán giá dơ cho anh em luôn. Bán giá dơ luôn nha. Con này chưa có sử dụng luôn mà. Cái tem này nó vẫn chưa sử dụng luôn này. Ở sau này đều, nhưng mà chỗ này mới là bị dơ này. Nó bị dơ một chút chỗ này. Chỗ đấy thì không biết giặt ra hay không, em không biết. Là mà cái dơ này nó bẩn từ trước ra đằng sau nha em. Bẩn từ trước ra đằng sau nhé. Rồi. Nói chung là con này là từ 80kg trở lên. Mới vừa, còn dưới 80 không có vừa. Còn anh em mua về cắt sửa lại thôi. Bán rẻ anh em, con này giá là 200.000 mã 92. Bộ này giá trị của nó là 700.000. Bán 200.000. Tiếp một cái quần này vải kaki 6 thứ hộp màu xanh. Có đai đơn bụng 106, chất vải kaki mềm, dài 104 nha anh em. Con này cái tem của nó thì đây, hàng cấp phát nha, size Bangkok. Nhưng mà con này nói về mới thì không mới, nó bị dơ này. Dơ này. Đó, một bên nha. Qua bên này thì nó bị dơ ngay đây nữa. Dơ chỗ này thì giặt được. Đây này nó dơ này, bên này đều. Rồi mình ra đằng sau nhé. Sau này thì đều quá, có vết in nút nhẹ thôi. Sau này rất là đều á. Rồi, bán lẻ 300.000 mã 97 anh em. 300.000 mã 97, có con này à, có ai à, có ai à, mạng con này về bệnh lao động đi. Con này chất vải cơ ru đẹp lắm. Nói chung là màu đều vải à, vải đang còn ngon, bụng 90, cao hết cỡ 92, 84 hộp. Quần này 1.4 mà giờ bán anh em 200.000 này, dài 114. Lý do là nó nằm ở ngay chỗ này này. Cái phần này nó bị tước, mà tước ở đây rất là khó mạng nha. Báo cáo anh em phần này chắc hàng to cho nên nó nứt. À, với điều kiện anh em muốn mạng cái chỗ này phải lót một miếng vải vào trong và trần dứt chắc mới bận được. Rồi em bán bòn mì tôm thôi. Hai cái đầu gối này cũng có một chút bọc hạt nhẹ nhẹ. 1.5 triệu mà em bán 200.000 là anh em biết rồi nha. Có chút bọc bạc nhẹ đầu gối một chút. Còn lần sau thì ok. À, bán 200.000 nha anh em.
mã 96. Anh em về mã ngoài cho em cái. Thế một con ghi lê bằng lưới rần ri. Con này dòng đi săn mong ghét của ai đây ta? 100 cô tông Mark in Bangladesh. Dòng đi săn của lính đàng hoàng nha, không phải là hàng thời trang đâu. Vai của nó là 46, dài áo là 69-46-9. Chất lưới này mới lên đỉnh này. Mát bởi mùa hè anh em. Wow, con này là 90kg rồi, 8-90kg. Ở đây túi này mới 93-96%. Chốt cho em con này là 100.000. Mã 95, 100k. Trời ơi, 100k. Anh em ăn tô bún, tô phở hết chai, còn mua còn bẩn cả đời đó anh em. Tiếp cái quần này là vải các cái bụng của nó là 90. Cũng 90. Dài quần là 108. Của lính Mỹ nha. Con này của lính Mỹ nha. Từ trên này xuống là đều hết. Nhưng mà có vết in nút này. Qua bên này cũng đều hết nha anh em. Ok không? Sau còn đẹp hơn lần trước. 200.000 mã 94. 200.000 mã 94. Tiếp một con áo này là màu vàng cát, nhưng mà chất vải nó kiểu xót xót. Con này hàng châu Âu, không phải của Mỹ ạ. Mà có tà bầu à. Tà bầu này là của Mỹ chứ. Con tà bầu này của Mỹ đây. Tại thông thường hàng châu Âu nó không có, mà em cứ tưởng là châu Âu, nhưng không phải. Con này của Mỹ ạ. Size 34. Đây, hàng của Mỹ nha. Năm 1944, hàng xưa. Cái thằng mà tà bầu này nói đúng ra là của Mỹ. Hàng tà bầu đắt lắm nha. Cái tà này này, nói về lễ phục. Chất vải này thì hơi bị đỉnh luôn. Màu vàng cát nhưng mà vai hơi bé. Vai 42 và dài áo là 63, 42-63. Áo này không có lầm lỗi gì hết đâu. Bẩn rất là mát nha. Sợi vải của nó to thưa lắm. Nhỏ, vai có 44 thì nhỏ à. Con này bình thường của nó là 700.000 á. Mà con này nó bé quá cho nên bán rẻ con này đi. Con này 50-55kg, 50-55kg. Chốt cho em con này là 180.000 mã 93. 180.000 em bán được, gọi là cái gì? Cái này gọi là như kiểu là tương tác chứ không phải là bán, đúng không? Người ta 700.000 mình bán nhỏ nhỏ, nhưng bán gì bán rẻ như vậy. Ở đây có cái ben đó em. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em, anh em nào mà khách mới mua lần đầu mà chưa quen mua hàng á, thì nhắn tin dùm em kết bạn Zalo số điện thoại này nhé. Nếu mà muốn đỡ tốn tiền thì kết bạn Zalo, còn mà mình không mua đồ thì cũng kết bạn Zalo nhé. Thực ra là Zalo thì là nơi để tiếp đón anh em, nhưng mà để bán đồ thôi. Chứ còn anh em mà tám tỉnh vào đây đấy, tám tào lao thì không có thời gian. Là một thứ hai nữa, khách đông quá, mình không có thể tiếp nạp thêm với những người là mua đồ. Thì em phải xóa những người mà ít mua đồ, xóa bớt mới nạp thêm anh em vào được. Chứ không phải dễ là Zalo thích cái bạn là cái bạn đâu anh em ạ. Quá tải nha. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại tối nay 7 giờ nha em. Bye, chúc mọi người buổi trưa an lành.